Khoảng 13 giờ 45 phút chiều ngày 22 tháng 8, người dân nhìn thấy một thanh niên trèo lên cột điện trước địa chỉ 81/1 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Khi nam thanh niên đang loay hoay trên cột điện thì bất ngờ cột điện phát ra nhiều tiếng nổ li ti, làm thanh niên này rơi từ trên cột điện xuống đất ở độ cao gần 10 mét. Lúc này người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện phần mặt và ngực của nam thanh niên bị bỏng rất nặng. Nạn nhân sau đó được xe cứu thương tới chở vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận thông tin, nhân viên điện lực và công an quận 12 có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu công an nhận định khả năng nạn nhân cắt trộm dây điện nhưng chưa cắt được đoạn nào thì đã bị điện giật. Hiện công an đang điều tra vụ việc.